Dạ con xin đọc câu hỏi của hành giả Tâm Liên ạ. Dạ con kính thưa sư, tầng thiền định hỗ trợ cho việc thực hành thiền minh sát và phát triển trí tuệ như thế nào ạ? Tập thiền định nhé. Dạ tầng thiền định ạ. À tầng thiền định hỗ trợ cho thiền minh sát đấy nhỉ. Dạ. Và phát triển trí tuệ ở nó hỗ trợ bằng cái cách nó là khi mà mình nhập vào một cái tầng thiền rồi thì cái tâm mình nó xa lìa được năm thiền cái. Thứ nhất là cái tâm nó có định tĩnh và nó có được cái tâm định tĩnh và nó trong sáng thuần tịnh. Cái tâm nên là cái tâm trong sáng thuần tịnh, nó có một cái uy lực của cái định nó rất là cao, cái ánh sáng trí tuệ nó sáng rực rỡ. Và chính nhờ cái ánh sáng của định đấy mình mới thấy được những cái pháp chân đế, tức là mình mới quán được những cái hạt sắc kanapa sắc pháp, nó mới sinh khởi rõ ràng. Mình không có cái định mạnh thì mình sẽ thấy nó rất là mờ hoặc thấy nó không rõ, rồi mình sẽ thấy được những cái đặc tính của các cái tâm sở. Thì mình cũng có thể thấy được cái tính duyên sinh của nó, tính duyên diệt của nó, thấy tính vô thường khổ vô ngã của nó. Khi mình xuất ra khỏi thiền định thì cái năng lực của cái tâm định tĩnh đấy nó thấy những cái pháp đó rất là rõ, rất là dễ, rất là nhanh chóng. Và từ đấy mình sẽ đi chứng đắc đạo quả rất là an nhàn. Còn nếu mà người nào mà đi thực hành trực tiếp vào thiền tuệ thì cũng được, nhưng mà vì nó không có cái sự hỗ trợ của tầng thiền cho nên cái tâm nó rất là mệt, nó rất là mệt mỏi, nó rất là căng thẳng, nó rất là khó chịu. Và cái con đường đi thuần quán đấy nó rất là gian khổ, nó rất là khó khăn, nó rất là khổ. Còn cái con đường mà đi vào thiền chỉ quán này thì nó rất là an nhàn. Nên là được ví dụ như là một cái người mà dùng con thuyền để đi qua biển thì cái người đấy chỉ ngồi trên thuyền để cho con thuyền nó nổ máy nó đi qua thì nó nhàn. Còn một người thì tự mình bơi, tức là không có dùng thuyền bơi, dùng hai cánh tay làm cái mái chèo bơi bơi qua biển thì sẽ vất vả hơn. Thì cái người mà thực hành thiền tuệ mà không hành qua thiền quán là vậy, là người đang dùng cánh tay mình để bơi, nỗ lực tự thân. Còn cái người mà thực hành thiền định trước tuệ sau là giống như người ngồi trên thuyền để đi qua biển, người đấy sẽ cảm thấy nó an nhàn khi mà xuất ra khỏi định rồi mà quán nó không mệt. Còn cái người mà không có thiền định xuất ra quán nó rất là mệt, nó khác nhau vậy.